Không, anh tính tới đường cân. Một tình huống khá tự tin cho pha điều cân của Sanchez Ruiz. Rất tự tin và rất chính xác, thậm chí là cân và sau đó gãi luôn 7. Hành vi phần nào đó đã mở ra dành cho Sanchez Ruiz rồi. Quá hay, quá hay. Nếu như có thể thành công trong việc dọn bàn ở ván thi đấu thứ 8 này thì đó là một đẳng cấp rất lớn trong việc giải quyết tình huống của Sanchez Ruiz. Anh đang từng bước để giải quyết nốt những mục tiêu còn lại ở trên bàn. Vâng, sẽ là một điều quá đơn giản với Sanchez Ruiz rồi. Tỷ số sẽ được gỡ hòa là 4 đều. Một ván đấu với khả năng giải quyết tình huống tuyệt vời của Sanchez Ruiz và tỷ số sẽ được gỡ hòa là 4 đều. Why? We're aggressive here because it's no real safety. He needs to come with a really good shot. Do you like the 9 of the 2? I think that's all he's got. Where is there something else? The rail first on the 12. I think it's tough. The 12 is quite a bit off the rail. I see what he's doing. I don't think he's even looking at that line. What did you do? Called it in the corner. Rail first. Well, the left spin to make cut go. Well, it's a beautiful shot though. How about that shot? Cue ball next to the 9. No, he played for the other side. He's gonna clear up the other side first, and then have the 9 and the 10 to go to the 8. Again, oh, I'm not sure if it goes to the bottom right corner. No, so he was trying to stun over, and it's not really where he wanted to be. Should be a big out. Then rail first and then. Speak here, you don't want to fall on the wrong angle. Nice. Nicely done. We'll give you automatic angle if you make the 14. Just gotta be careful not to run too far. You wanna be straight in? Yeah, that's the thing. That was the problem with this shot, is the chance to get straight in is. Can he still spin over? Oh, beautiful. Powerful shot there. Mm-hmm. Nicely done. Hey, pull in the corner pocket. Nice. Goes down. Well played by Ruiz. He scores the second game for himself. Ta sẽ cùng đến với cú rách ở trong ván thi đấu thứ 5 và đó thuộc về Francisco Sanchez Ruiz. Không có bị rơi. 6 rơi rồi. Nhưng một thì không đẹp cho Sanchez. Dẫu sao thì anh vẫn muốn rơi hơn là không rơi. Và đây sẽ là một cú nhảy công luôn của tay cờ người Tây Ban Nha. Thành công! Một cú nhảy khá đơn giản của Sanchez Ruiz. Quá hay! Liệu hình bị đã mở ra để cho Sanchez Ruiz có thể dọn này chưa? Bây giờ sẽ là một cú chém ngược đi mục tiêu số 2 này về lỗ 10. Nó không phải là một
thử thách gì đó quá to tát với Sanchez Ruiz. Và anh đã thành công rồi. Cái sẽ ở một vị trí không thể đẹp hơn được nữa. Vâng, bây giờ thì hình bi rất thoáng dành cho Sanchez Ruiz rồi. Cú break trước đó của Sanchez là một cú break mà thế khó được dành cho anh ngay ở bên mục tiêu đầu tiên. Những sự tự tin và sự bay bổng của Sanchez Ruiz đã giúp cho tay cờ người Tây Ban Nha đến rất gần với một cú break and run ở trong ván thi đấu thứ 5 này. Ba bi mục tiêu nữa dành cho Sanchez Ruiz. Rất tự tin và phong thái rất nhộn nhịp của Sanchez Ruiz. Tỷ số sẽ được nâng lên là 4-1 cho tay cờ người Tây Ban Nha. Bởi vì chắc là mới ngủ dậy xong chưa nắm được thông tin. Pha cộng bì quá hay của Trang Dung Linh. Hình bi đã thoáng và mở ra để cho Sanchez có thể dọn bàn rồi. Và với đẳng cấp của tay cờ người Tây Ban Nha thì có thể nói là rất khó để có thể mắc lỗi ở một hình bi đẹp như thế này. Sẽ mất không quá nhiều thời gian để cho Sanchez Ruiz dọn bàn thôi. Bốn mươi mục tiêu nữa dành cho Sanchez. Hơi 10 của Sanchez Ruiz rất nhẹ nhàng và tình cảm, tất nhiên là cả chính xác nữa. Và 20 mục tiêu này sẽ không cần phải đánh nữa. Tỷ số sẽ được nâng lên là 5-2 dành cho Francisco Sanchez Ruiz. Chắc chắn là như vậy rồi. Hình bên này thì những tay cờ pro muốn xịt cũng không được. 5-2 dành cho Francisco Sanchez Ruiz. Và trận đấu của chúng ta đã trôi qua được một nửa chặng đường rồi. Chỉ cần như thế này thôi thì ván đấu có thể sẽ kết thúc. Rất may mắn cho Sanchez Ruiz.